Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video tiếp theo của tôi hôm nay. Hôm nay xin được giới thiệu cho các bạn toàn cảnh những cái nông trường chè gần như lớn nhất tại huyện Bảo Thắng. Đó là nông trường chè xã Phú Nhuận. Đây là nông trường chè rộng bát ngàn, chắc phải rộng mấy chục hecta, rộng bát ngàn. Đấy, mời các bạn hôm nay cùng trải nghiệm cái không gian rất là đẹp tại những nương chè xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai nhé, một trong những là một nương nông trường chè lớn nhất tại tỉnh Lào Cai. Đấy, rất là tuyệt vời đấy các bạn này. Vâng, đây là một cái nương, một trong những cái nương chè lớn nhất tại tỉnh Lào Cai, thuộc nằm trên xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Cảnh rất là đẹp luôn các bạn này, rộng bao la bát ngát luôn, mấy chục hecta trên địa phương xã Phú Nhuận. Đây, xã Phú Nhuận thì rất là nhiều chỗ có những cái nương chè đẹp, nhưng mà đến đây là quay toàn cảnh cái chỗ này, khu vực nông trường chè cực kỳ lớn đấy, cho quý vị và các bạn xem. Đây, nương chè rộng bát ngàn luôn, thẳng tăm tắp, cực kỳ đẹp. Đây, rộng bát ngàn luôn, chỗ nào cũng bao la bát ngát những cái nương chè. Toàn cảnh cái nương chè của xã Phú Nhuận cực kỳ đẹp luôn các bạn ơi. Đấy, từ cái cảnh quay này, góc quay này, chúng ta có thể thấy nương chè rộng bát ngàn luôn. Cực kỳ rộng luôn. Chúng ta đi tham quan nên ngắm nương chè rộng bát ngàn luôn các bạn này, đẹp mê ly luôn. Bát ngàn. Đấy, cái toàn cảnh cái nông trường chè rộng mấy chục hecta của bà con xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, một trong những nương chè lớn nhất của tỉnh Lào Cai. Những hàng chè này vừa được đốn tỉa xong, đang ra những cái búp rất là non. Non. Rộng bát ngàn luôn các bạn này. Hôm nay qua video này tôi sẽ đưa cho các bạn đi thăm toàn bộ cái nông trường chè này. Toàn cảnh luôn, cực kỳ đẹp. Rộng bạt ngàn, chúng ta đi xuống phía dưới để ngắm cái nương chè phía dưới kia nữa nhé. Vâng. Chè đứa này người ta không cắt đi đâu, nhưng mà vâng. Hôm nay chả biết nó vâng. Vâng vâng, đẹp thật. Đang đang ra những cái búp rất non đây nhỉ. Ừ, đẹp, ra... xanh mướt luôn. Năm ngoái thì tháng 8 nó không có nữa rồi. Vâng. Nhưng mà năm nay thì... chè đây ngon lắm đấy chị nhỉ. Hả? Chè đây ngon lắm đấy nhỉ. Ừ. Uống xanh nước ngon. Vâng. Ui, đâu mà. Quá đẹp luôn. Nhìn đến đây nhìn không không đẹp như là nơi tiên cảnh luôn, không muốn rời mắt đấy. Địa điểm này mà để làm nơi thu hút du lịch được ấy, thu hút du lịch đấy. Của xã Phú Nhuận được ấy. Năm ngoái nó có dự án ở
Vâng. Cái đời này, đẹp như thế này cơ mà. Cái đời này khu dân cư đấy nhưng mà cái này còn cảm giác đẹp hơn cả bên Tân Uyên Lai Châu ấy. Em đi sang Tân Uyên Lai Châu đồi chè cũng đẹp nhưng mà cũng không đẹp được như này đâu. Đây nó rộng như này mà. Đây bây giờ người ta không cắt tay nữa. Vâng. Vâng, cắt bằng máy. Đẹp thật. Quá đẹp luôn, tâm sự mấy chị dân ở đây ở nơi này. Những nương chè quá đẹp. Những nương chè đẹp như thế này cơ mà bạn ơi, các bạn ơi. Một thảo nguyên chè, nông trường chè. Quá đẹp, xuất sắc luôn. Rộng bát ngàn. Những nương chè phía trên đồi này. Rồi là những nương chè dưới thung lũng thoải thoải này. Bao la bát ngàn luôn. Chúng ta đi tiếp tục đi tham quan nhé. Đấy, đẹp xuất sắc luôn các bạn ạ. Đẹp như mà một nơi tiên cảnh luôn. Quá đẹp luôn. Nghe tiếng mõ trâu ở dưới chỗ đây, dưới này có cái sân đá bóng cho mọi người, cho thanh thiếu niên, cho mọi người rèn luyện sức khỏe, thể dục thể thao. Đây cái sân, đây có sân đá bóng luôn ngay chỗ cái nương chè này. Vừa được ngắm những nương chè này, vừa được đá bóng thư giãn này, quá là tuyệt vời, đẹp xuất sắc luôn các bạn ạ. Đến đây là một ngày mùa đông nhưng mà hôm nay thực sự là thời tiết rất là đẹp, không có chút lạnh tí nào. Hôm nay thì mặc cái áo thu đông nho nhỏ thôi là đã cảm giác rất là tuyệt vời rồi. Đấy, không gian ngắm những cái nông trường chè lớn, rất lớn ở xã Phú Nhuận, một trong những nương chè lớn nhất của tỉnh Lào Cai, của huyện Bảo Thắng cũng như tỉnh Lào Cai. Rất là tuyệt vời luôn các bạn ạ. Những con đường ra những cái nương chè rất là đẹp nhé, đường uốn lượn. Bê đỡ giải bê tông cực kỳ đẹp luôn. Này khác gì cảnh đẹp như tiên cảnh đâu. Như chốn tiên cảnh, chốn thần tiên. Siêu đẹp luôn. Đấy, rộng bát ngàn luôn những cái nương chè. Bao la bát ngát từ bên này sang bên kia. Nương chè. Cực kỳ đẹp. Ai muốn tham quan thì có thể đến xã Phú Nhuận để ngắm những nương chè siêu rộng siêu đẹp này nhá. Rộng bát ngàn luôn. Ngắm không thể rời mắt được. Quá đẹp. Vì nó quá đẹp luôn. Rộng bát ngàn đấy, sang tận bên phía bên kia nữa các bạn kìa. Đấy, những nương chè rộng sang tận bên kia nữa. Quá đẹp luôn, đẹp xuất sắc luôn. Bạt ngàn những nương chè luôn. Đi thong dong ngắm những nương chè đẹp xuất sắc. Siêu đẹp mà tôi cảm giác như đẹp nhất từ trước đến giờ tôi từng thấy. Không ở đâu xa, ở ngay xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Quá đẹp luôn. Không gian nương chè rộng bát ngàn luôn, chảy dài chảy khắp khu vực chỗ khu vực này, quá xuất sắc luôn.
Vâng, video tôi đến đây là kết thúc nhé. Thân ái chào quý vị các bạn. Qua video này thì giới thiệu các bạn một trong những nương chè lớn nhất và đẹp nhất, gần như đẹp nhất tại tỉnh Lào Cai, tại huyện Bảo Thắng cũng như tỉnh Lào Cai. Đấy. Quá đẹp luôn các bạn ạ. Qua cái khung hình này thì diễn tả cái phong cảnh rất là đẹp rồi, nhưng mà các bạn đến tận nơi thì có thể là nhìn tận mắt thì còn có thể là đẹp hơn và rộng hơn khi chúng ta nhìn bằng mắt thường. Đấy, qua video này thì cũng thấy cảnh quá đẹp rồi. Đẹp như một nơi tiên cảnh, vùng lai tiên cảnh. Quá đẹp, đẹp xuất sắc. Không còn một từ nào diễn tả cái vẻ đẹp ở đây. Tại vì nó còn quá đẹp rồi chứ không phải là đẹp nữa. Siêu xuất sắc, siêu đẹp luôn.